Xin chào tất cả các bạn, mình là xưởng phụ tùng máy xúc cũ lớn nhất miền Bắc Hiếu Minh đây. Anh em nào có nhu cầu muốn mua phụ tùng cũ, cắt máy, đồ zin xịn mịn thì hãy liên hệ mình theo số điện thoại mà mình để ở dưới video nhé. Ở video trước thì mình đã giới thiệu cho anh em một con cát 07, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con cát 05. Anh em cùng với mình xem em nó có những cái gì nhé. Đầu tiên thì sẽ là phần cầu em nó. Cầu cát này thì gần giống với cầu Doosan 140 đời 2003 các bạn nhé. 4 chấu, nhưng mà nó là 4 chấu, chấu nó là chấu răng nhỏ cơ, nó không phải là răng to như kiểu kia. Để cầu này thì thường được chế vào các máy đời cao bởi vì nó khá là bền. Có nhiều anh em không biết thì vẫn nhầm cầu này với cầu 4 chấu đời 2003 nhé, nhưng mà giá trị nó khác nhau rất là nhiều ấy. Đây, một đầu nồi nó đã thay đổi 4 chấu đời thấp rồi, đời tàu rồi. Đây là con pin còn lại của nó này. Đó, bên này cũng một đầu nồi cũng thay rồi các bạn ạ. Đây, phần mâm của nó thì cũng giống con cát kia thôi, răng vẫn là răng ngoài. Còn đây là phần bơm tổng này các bạn. Đó, bơm tổng này một mình một kiểu luôn, không giống ai hết. Còn đây là trụ quay này các bạn. Đó, trụ quay vẫn nằm lệch nhé các bạn. Ra ngoài thì con nào cũng nằm lệch hết. Ngăn kéo này. Đó. Đây, động cơ. Động cơ này thay rồi các bạn nhé. Thay động cơ Komatsu 6D95 sang rồi. Đó, động cơ nhìn vẫn còn khá là đẹp. Video tới đây thì là kết thúc rồi. Hẹn anh em ở những video lần sau nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nhé. Anh em nào có nhu cầu mua máy hay là mua phụ tùng gì thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại mình để ở dưới video, hoặc là liên hệ mình qua fanpage mình cũng để ở dưới video nhé các bạn.